Rồi, ok chào bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với Đâu Phải Ngọc Gió Online nhá. Hôm nay thì mình có đem đến cho các bạn một vài những cái update cực kỳ là mới mẻ, hay ho và thú vị. Đó là những cái kỹ năng mới của người Zadat. Chúng ta sẽ có ba cái skill mới ở đây này, đó là chia tách tinh thần này, phân thân và di chuyển tức thời. Cái di chuyển này thì các bạn không còn lạ gì nữa đúng không? Nó giống như kiểu trong bản gốc thôi. Chỉ khác là nó sẽ các bạn học skill ấy. Thay vì các bạn mặc cải trang để di chuyển thì các bạn sẽ học skill để có cái kỹ năng di chuyển đấy. Đó. Và tiếp theo đó là chia tách tinh thần và phân thân. Thực ra thì người Zadat có rất là nhiều những cái kỹ năng hay. Sau khi tính toán thì mình thấy có mấy cái skill hợp lý thì mình đưa vào thôi. Đây này, đây là di chuyển tức thời này. Đây là hồi máu này. Hồi phục này, đấy. Đây là hóa khổng lồ này. Đây là cloning là nhân bản đấy các bạn. Thì đây thì mình có đưa kỹ năng chia tách tinh thần và phân thân vào. Cái chia tách tinh thần thì ở trong cái tập truyện đánh với Moro ấy các bạn, Vegeta đã lên hành tinh Zadat và luyện tập học được cái kỹ năng chia tách tinh thần đấy. Đây mình có trích ra một đoạn cho các bạn xem này. Có nghĩa là đây đều là những năng lượng sống từ những sinh mạng bị hắn sát hại ư? Đúng thế, ta thậm chí có thể trích xuất cả đám Namek mà ngươi từng đồng nhất nữa cơ. Đấy là kỹ năng chia tách tinh thần mà khi mà Vegeta sử dụng để đánh với Moro các bạn. Hỏi là muốn thử không? Không? Đó, về cơ bản thì cái kỹ năng này nó sẽ phân tách được cái hợp thể để ra thành hai người. Đó. Hiểu đơn giản là như vậy. Thì ở trong này nó cũng thế thôi. Kỹ năng này nó sẽ cho các bạn có tỷ lệ tách hợp thể của đối thủ và ngăn không cho họ hợp thể lại trong 1 phút. Rồi tuy nhiên thì hành tinh Zadat mình vẫn chưa có mở đâu các bạn. Sắp tới là mình dự tính là đặt NPC nó nằm đây này các bạn này. NPC Goku SSG. Đó, các bạn có thể tới núi khỉ vàng nhá. Núi khỉ vàng gặp Goku SSG để qua. Nhưng mà hiện tại thì mình đang đóng map để mình test trước đã. Mình test trước xong rồi không có lỗi thì mình mới cho các bạn vào test. Cho các bạn vào chơi. Đấy, hành tinh Zadat thì nó vẫn giống trong bản gốc thôi các bạn. Đấy, Goku SSG đây. Vẫn đánh quái để lấy được những cái quân bí kíp. Rồi và khi các bạn thu thập đủ bí kíp thì các bạn sẽ tới bên hành tinh Zadat 3 này này. Rồi sau sang bên bên này, cuối map thì chúng ta sẽ gặp NPC Goku. Đó. Để mình mua level 1 mình test thử cho các bạn xem. Chia tách này, đấy, chia tách thì là level 1 này. Nhân bản này. Để mà cày lên level 7 thì cũng khá là oằn đấy các bạn. Nhưng mà không sao, nó miễn phí mà các bạn. Các bạn chỉ cần xong nhiệm vụ phi xe là các bạn qua được bên này thôi. Đấm boss thì nó sẽ có tỷ lệ rơi ra những cái quyển bí kíp đấy. Tỷ lệ hiện tại mình đang để là 15%. Để mình đấm chết một con boss thử cho bạn xem mình có rơi không. Không rơi các bạn. Tỷ lệ nó chỉ đang là 15% thôi. Đó, bây giờ mình sẽ học skill cho bạn xem nhé. Di chuyển tức thời này, nhân bản này, chia tách tinh thần này. Kỹ năng, hai kỹ năng này là hai kỹ năng hỗ trợ bị động ấy các bạn, tức là nó không cần phải kích hoạt đấy, các bạn chỉ cần học là nó sẽ tự động có những cái chỉ số này thôi. Đó, gắn ô phím tắt vào thì cũng không có bấm được vì nó là kỹ năng bị động mà. Còn cái chiêu phân thân thì phải kích hoạt nha các bạn nhé. Đấy. Mình sẽ về làng Aru mình test thử. Đầu tiên là phân thân ra. Đó, thấy không? Đây là bản sao của mình đây các bạn. Nó sẽ yếu hơn mình. Chỉ số của nó hiện tại cấp 1 nhá. Cấp 1 thì chỉ số của nó sẽ bằng 10% chỉ số của mình thôi. Còn các bạn phải học lên. Học lên cấp 7 thì chỉ số của nó sẽ bằng 70% chỉ số của mình. Đó, cấp 1 là 10% chỉ số của mình thôi. Tức là sức đánh của nó thì hiện tại đâu đó khoảng 140. Với các bạn là vậy thôi. Nó sẽ cùng tấn công mục tiêu với mình nhá các bạn nhá. Để mình thử cho bạn xem này. Để mình đánh con mục nhân đi. Đó, thấy không? Mình đánh con nào thì nó cũng sẽ đánh con đây cùng mình. Đấy. Đó. Rồi, hay không? Giống kiểu một thằng đệ ấy, nhưng mà đệ này nó chỉ tồn tại được 2 phút thôi nhá các bạn nhá. Sau 2 phút thì nó sẽ biến mất. Và các bạn phải chờ hồi chiêu ấy. Hồi chiêu này thì đâu đó khoảng 7-8 phút gì đấy. Và các bạn học cái chiêu này càng lên cấp cao thì thời gian hồi chiêu càng nhanh. Thấy không? Hay không? Sẩy. Sẩy. Đó. Rồi, tiếp theo là đến chiêu chia tách tinh thần đi. Thì cái chiêu này nó sẽ có tỷ lệ tách hợp thể của đối thủ ra. Như vừa nãy mình nói rồi đấy. Cửa đen lên này. Đó, thấy không? Đấm phát thì nó sẽ có tỷ lệ tách hợp thể của đối thủ.
Hiện tại thì kỹ năng của mình là cấp 1 thôi, nên là nó chỉ có 10% tỷ lệ tách hợp thể. Nhưng mà không hiểu sao mình đỏ nên là đấm phát nó tách hợp thể của thằng này luôn. Bây giờ muốn hợp thể lại là phải đợi. Đó. Kiểu này những cái hoạt động PK trong thời gian tới sẽ cực kỳ thú vị đấy các bạn. Đó, về cơ bản thì chia tách tinh thần nó là như vậy thôi. Để đợi tí nha, mình sẽ hợp thể lại xong mình test thử cho bạn xem phát nữa. Không, các bạn lại bảo là tỷ lệ nó cao quá. Thực ra chỉ có 10% thôi. Còn các bạn học học lên cấp 7 thì nó sẽ là 70%. Ok. Mấy ông này nghe thấy thông báo bot à, chắc là có bot này này, mấy ông ấy tìm đến khu này rồi. Thế thì mình đổi sang khu khác đi. Khu 12 đây. Đấy. 8 giây nữa hợp thể. Rồi, hợp thể lại xong rồi test thử cho bạn phát nữa nha. Ơ, lại đỏ các bạn ạ. Thì đấm xem tách hợp thể. Đấy, đấy, tách hợp thể của nó rồi này các bạn, thấy không? Đó, mình đấm tách hợp thể của nó rồi. Còn định bật cờ lên đấm cả admin cả. Sợ thật, ông này. Đấy, nó tách hợp thể này các bạn này. Đây mình mặc cải trang Vegeta Blue cho nó giống với cái này. Đó. Mà sao 10% mà đấm sao đấm đỏ nhỉ các bạn nhỉ? 10% rồi đấy. Còn nếu mà các bạn muốn tỷ lệ tách hợp thể của nó cao hơn thì học lên cấp cao là được. Và cái chiêu này nó cũng sẽ tăng ki gốc cho các bạn nhé. Học lên cấp cao nó sẽ tăng ki gốc cho các bạn. À, thằng này đây. Đấy thì mình tách hợp thể của nó ra này. Đó, thấy không? Tách hợp thể nó rồi. Đơn giản chỉ là vậy thôi. Còn bây giờ mình sẽ học cái chiêu phân thân lên cấp cao nha các bạn nhé. Mình học cái chiêu phân thân lên cấp cao rồi mình test thử con phân thân cho các bạn xem. Nào, chuẩn bị phân thân này. Đấy, thấy không? Sẩy. Tạo ra một clone của mình các bạn ạ. Thôi, về cơ bản thì nó là như thế thôi. Còn cái chiêu dịch chuyển tức thời thì chắc chả cần test đâu. Các bạn chỉ cần hiểu là nó khác bản chính ở chỗ đó là thay vì là mặc cải trang để có kỹ năng thì bây giờ các bạn phải mua sách kỹ năng để các bạn học thành một kỹ năng mới ở đây luôn này. Đó, và khi các bạn có cái kỹ năng này thì các bạn sẽ có khả năng dịch chuyển đến vị trí của bạn bè. Ở như mình không có kết bạn ai. Sao chó nhiều thế? Thôi 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 mình cút rồi, mình cút rồi. Đông thật đấy. À quên, còn một cái nữa. Đó là chúng ta sẽ vẫn có võ phục Zanat nha các bạn nhé. Vẫn có cải trang Zanat, nhưng mà cải trang Zanat thế thì nó chỉ là một cải trang bình thường thôi. Nó sẽ tăng chỉ số cho các bạn như những cải trang bình thường, không có gì mới cả. Các bạn mang 999 bí kíp, 999 bí kíp để đổi lấy một võ phục nha các bạn nhé. Và võ phục thì cái chỉ số nó như này. Đó, giáp 400, phản 10% sát thương, sức đánh ký HP thôi. Và cái này cũng có thể mang đi ghép được nhá, ghép vào linh hồn được ấy. Đó. À còn nữa. Đó là cái tỷ lệ rơi bí kíp đó là 15% nhá các bạn nhá. Nếu mà các bạn muốn tỷ lệ cao hơn ấy thì các bạn có thể qua chỗ ông Sa Tăng. Các bạn mua cái máy dò bí kíp ở đây này. Đây, máy dò bí kíp này các bạn này. Đó, khi mà các bạn sử dụng máy dò này thì cái tỷ lệ nó sẽ tăng lên 50% nhá. Đấy, phân thân nó cũng đấm cùng mình luôn rồi. Đấm con này là đấm theo phần trăm máu nhé, nên là các bạn cũng có thể thả đệ ra cũng được. Bảo vệ đây. Đó. Đó, được một quyển bí kíp này. Ok chưa? Rồi, thôi, chắc là clip này mình sẽ tạm dừng tại đây. Nếu các bạn thấy hay thì đừng quên để lại cho mình một like nha. Cảm ơn các bạn đã xem. Tạm biệt các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong những clip sắp tới. Bye bye.